Đi học cũng sướng hơn. Nhưng biết làm gì bây giờ? Đòi gì hả? Ê, hay là chúng ta đi săn đi. Săn hả? Ừ, ý hay đó. Để mình về nói mẹ chuẩn bị, cả nhà cùng đi. Thôi, đừng có cho người lớn biết. Đúng rồi đó. Dẹp người lớn ở một bên đi. Họ phiền lắm, cái gì cũng la chúng ta. Quá chính xác luôn. Mẹ mình chẳng bao giờ cho mình đi xa nữa. Làm cái gì nguy hiểm là la mình hoài à. Người lớn thiệt là phiền phức quá đi. Nhưng mà nếu chúng mình... Này nha, nếu bạn không đi với hai đứa mình thì hãy tránh xa một bên đi. Tụi nhỏ hôm nay lại phá cái gì nữa vậy ta? Vui quá. Chuyện gì vậy đó? Phía trước có con mồi. Mồi hả? Tiến lên thôi. Tấn ca. Mình cũng vậy. Chán rồi. Lên. Thôi, chúng ta về nhà thôi các bạn. Đúng rồi đó, mình đói lắm rồi. Nhưng đây là đâu? Nhà chúng ta hướng nào? Nhà chúng ta ở hướng nào vậy ta? Dễ ẹt, lấy la bàn ra xem là biết liền chứ gì. Thôi chết rồi, không có la bàn. Sao vậy bụng bự? Thường bạn là người đem lá bàn mà. Mỗi khi mình xin mẹ mình đi cắm trại trong rừng á, mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho mình. Lần này mình lén đi cho nên mình quên đem. Hay là đốm lấy thiết bị liên lạc để gọi bác đốm tới cứu chúng ta đi. Chỉ có mỗi mình là anh hùng cứu mọi người thôi. Thôi chết. Sao vậy đốm? Thiết bị đó thường được ba mình chuẩn bị cho mình. Lần này chúng ta đi lén nên mình quên mất. Vậy lần này chúng ta tiêu rồi. Giờ mình mới thấy người lớn lo chúng ta là chu đáo nhất. Mình muốn về với ba mẹ. Mình cũng vậy. Đi lén ba mẹ vậy, mình không đi nữa đâu. Vậy hai bạn không sợ bị cằn nhằn, phiền phức nữa sao? Không sợ. Giờ này bạn còn cười được nữa hả? Sao lại là ba? Đúng vậy, ba biết hai đứa con hè hay rất là quậy, không nghe lời người lớn, nên ba muốn cho các con biết người lớn la rầy các con là muốn tốt cho các con mà thôi. Dạ, con biết rồi ạ.